chào mừng tất cả các cô chú và anh chị đã quay trở lại với channel của em trong buổi chiều ngày hôm nay. Trước khi em review chiếc xe bản số 56K1739 này, em muốn gửi một lời chào trân trọng và thân thương nhất cho tất cả các cô chú và anh chị đang theo dõi clip này. Và đây là lần đầu tiên cô chú anh chị đến với kênh của em. Nếu chưa đăng ký kênh thì xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh sát góc bên tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe theo ngày tháng ha. Và cô chú anh chị nào đã đăng ký kênh rồi thì hãy khích lệ cho em một tinh thần, một like nhé. Vâng, sau đây em sẽ giới thiệu cho tất cả anh chị một chiếc xe. Tên em nó là Kia Bride, sản xuất năm 1995. Và con xe này được nhập từ Hàn Quốc về nha anh chị nha. Xe nhập thì dàn gầm đồng của em nó rất là cứng cáp hơn. Với dung tích xi lanh là 1.300 cm3. Thì độ tiêu hao nguyên liệu của con xe này 6 lít trên 100 cây số. Bên em để nguyên tình trạng như vậy, em bán với một cái phân khúc cho quý anh chị và chú với giá thành là 32 triệu. 32 triệu cho chiếc Kia Bride đăng ký 5 chỗ ngồi và không hết niên hạn này. Thích hợp cho tất cả các anh chị cô chú nào đang trong quá trình tập lái ha. Xe thì nó có một hai chỗ bị xấu như vậy, tại vì xe này em mới vừa về em để mộc màn như vậy luôn, em quay cho quý anh chị cô chú luôn. Cô chú anh chị nào thích thì bên em sẽ hỗ trợ, em đã dặn lại cái cản cho. Tình trạng xe thì hiện tại là xe em mới vừa hết đăng kiểm anh chị nào. Với một phân khúc 32 triệu thì em sẽ đăng kiểm cho quý anh chị và chú một khóa đăng kiểm mới ha. Và đây là cũng như mọi chiếc xe khác thôi, tắp bi tắp lô bên trong thì nói chung một phân khúc xe cũ thì em nó không có gì đẹp lộng lẫy mà đẹp len keng, đẹp len sven nha quý anh chị nha. Thì có 32 triệu thôi thì anh chị dành thích hợp tập chạy trên nắng, trên mưa, chạy vòng vòng, đi cà phê cà pháo nha. Nhưng đặc biệt con xe này là không được đi tán gái nha mấy hả mấy anh mà đi tán gái mà gái theo luôn là chết em nha. Em nhấn mạnh nha, xe này thì tập lái thôi nha. Đây anh chị thấy nè, tắp bi nè, ở đằng trước là hai kính chỉnh điện, ở đằng sau là hai kính quay tay. Quay tay thì vận may sẽ tới, người ta nói lâu lâu mới có một kỳ nha anh chị, năm thở 10 thì có mới có một kỳ thôi. Đồng sơn si nội thất đẹp, một phân khúc, một chiếc Kia Bride huyền thoại cho con xe này. Ở chỗ này nó xấu xấu một tí nè, thì quý anh chị nào lấy thì bên em sẽ hỗ trợ dặm lại cho quý anh chị luôn nha. Xe này chỉ rửa ra và dặm lại tí xíu thôi là đẹp nha. Với một phân khúc 32 triệu, nội thất con xe này thì cũng khá là sạch sẽ nha quý anh chị. Đó chị thấy không, nội thất rất ok ha. Nói chung một số tiền mà 32 triệu thì anh chị sự chọn lựa những chiếc xe này thì anh chị thấy rất là ok. Và con xe này đặc biệt một cái là em nó là xe nhập anh chị ha, Kia Bride nhập, sản xuất năm 1995. Xe này thì anh chị cũng đừng hỏi là bên em có sang tên hay ủy quyền cho anh chị được hay không. Xe này thì không có sang tên ủy quyền nha anh chị nha, bên em viết giấy bao tranh chấp nha. Quý anh chị cô chú nào đã từng sử dụng chiếc Kia Bride thì quý anh chị cũng hiểu em này nó rất là lành. Xe thì số sàn 5 cấp, hệ thống bên trong xe thì có máy lạnh nha anh chị nha. Nhích cái nổ anh chị bây giờ thấy rất ok, nhích cái là nổ. Tay lái thì nó không phải là tay lái trợ lực, nhưng con xe này tay lái cực kỳ nhẹ như trợ lực nha quý anh chị. Cái này đã cấy được bạc chè. Anh chị nào đã từng xài dòng Kia Bride mà đi học trong những trường lái thì anh chị biết về huyền thoại của chiếc xe này. Xe thì có trang bị một cái đồng hồ, này là đồng hồ đo vôn nha quý anh chị nha, đo bình. Nói chung là đèn còi xi nhan đầy đủ nha anh chị nha, không thiếu chức năng gì nha. Nó gạt mưa gạt nắng được còn rất là ok ha. Đó, một phân khúc chỉ có 32 triệu thôi. Đó, đèn thiết ok. Đây là kính bấm điện, kính chỉnh điện. Đó, điện thì cũng là rất hoạt động bình thường. Xe thì máy lạnh có nha quý anh chị nha. Máy lạnh có nha anh chị. Đó, cắt lóc đàng hoàng ok ha. Này thì nó không có cái dàn nhạc. Với một phân khúc xe tập lái thì anh chị cũng hiểu cái từ tập lái rồi đúng không ạ? Xe thì nó chỉ đơn giản mộc mạc như vậy thôi, chứ cũng không có cái gì mà đẹp lộng lẫy, đẹp len keng hơn chị ha. Đèn bồng của em nó thì cũng rất là sáng anh chị ha. Và đây em sẽ review luôn cái máy cho quý anh chị và cô chú cùng tham khảo ha. Đây, máy con xe này thì nổ cực kỳ thì thầm. Với cái dòng của chiếc Kia Bride này thì anh chị cũng đã từng xài thì anh chị sẽ biết cái độ bền của em nó, độ bền của em nó rất là châu bò. Xe này máy nổ mà đứng sát bên là không nghe luôn nha quý anh chị nha, phải lắng tai nghe nha anh chị nha, máy nổ cực kỳ ha. Xe này thì máy móc thì cũng rất là khô ráo, không có nhớt, cái này chỉ là dơ bụi bặm bám thôi nha quý anh chị. Đó, bình bọc mới luôn nha quý anh chị nha. Đó, giờ thấy không? Trên này thì cái sân này thì được bọc một cái dàn tắp bi nỉ rồi. Đó, quý anh chị nào lấy chiếc xe này thì cứ xin vô lòng điện thoại cho em, số điện thoại đó là 0796822220. Vỏ bánh anh chị thấy nè,
rất là ok, cũng rất là dày. Và bây giờ mời tất cả các cô chú anh chị theo em kiểm tra một chút xíu về dàn gầm nhé. Đây là dàn gầm của con Kia Bride sản xuất năm 1995 mà em nó nhập 100%. Thì trước sự màn hình thì anh chị thấy dàn gầm bệ của em nó cũng khá là ổn nha anh chị nha, rất ok nha. Đó, gầm bệ đây là thanh lường anh chị không? Rất là chắc chắn. À, em sẽ đi qua cái dàn gầm ở bên kia cho quý anh chị và cô chú cùng tham khảo luôn ha. Đây là khoang cốp của em nó. Với cái một cái cốp ở đằng sau như vậy thì em nó cũng không có rộng rãi, nói chung là cũng dành cho một chuyến đi chơi vòng vòng thì cũng đựng được vài ít đồ lặt vặt anh chị ha. Nói chung là phần khúc xe tập lái thì cũng không có ai đựng những cái đồ gì cả, chỉ tập lái thôi. Và đây là nguyên cái dàn gầm ở bên phụ bên tài đây anh chị nè. Nói chung là gầm bệ con xe này thì tuy rằng em nó cũ mà nhưng em nó cũng còn khá là ổn định nha quý anh chị nha, rất là ok nha. Vậy thôi, gầm bệ rất ok. Vỏ bánh nè, vỏ bánh đằng sau của em nó thì con này nó gai, em nó cũng còn rất là dày nha quý anh chị. Nó học về nè anh chị thấy không, nó học về nè, rất ok. Em nó được cái sở hữu 4 cặp mâm đúc nhìn cũng rất là hài hòa. Nếu con xe này mà quý anh chị mà đầu tư thêm một tí tiền nữa để mình dọn đi thì có khả năng là mình có rất là đẹp lên kia. Còn với một phân khúc thì em chỉ để như vậy bán cho quý anh chị tập lái, che nắng che mưa, chạy vòng vòng ha. Khi nào mình cứng tay lái thì mình có điều kiện thì mình đổi xe khác. Và đặc biệt con xe này thì đặc biệt em nó siêu tiết kiệm xăng, chỉ có 6 lít trên 100 cây số thôi. Máy thì khỏe hơn, chạy sướng hơn, mạnh hơn chiếc Dagomatic nha quý anh chị nha. Nói chung con xe này thì anh chị lái thì em sẽ dọn sơ lại cho quý anh chị ha, vệ sinh, tại xe này bên em cũng mới vừa về. Đó, chị thấy đồng sơn si. Nội thất thì ở ngoài em nó có một hai chỗ này chày thì em sẽ dặm sơn cho quý anh chị luôn nha. Đó, và cô chú anh chị nào thích chiếc xe này thì xin vui lòng alo cho em, số điện thoại đó là 0796822220 để được bên em hỗ trợ và tư vấn thêm nhé. Cũng không biết nói dần hết, chúc cho đại gia đình mình có một buổi chiều thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị một clip sau.